Hey Brian, chào các bạn đã quay trở lại kênh channel Hello Lanta. Các bạn biết không là ngày hôm nay là trời mưa rất là lớn luôn. Sáng giờ là mưa quá trời luôn, tại các bạn biết sao? Tại hôm nay là mình vô bếp nấu ăn. Lâu lắm không có nấu, nhưng mà nấu cái này đơn giản thôi các bạn, cực kỳ đơn giản luôn. Thì ngày hôm nay là mình có cái bò, là bò Kobe, nhưng mà bò Kobe này của Mỹ. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ ăn bò Kobe đó, mình nướng lên rồi mình chấm với mắm nêm ăn. Các bạn ăn với rau sống nữa, kèm rau sống nữa. Thì bây giờ Brian sẽ làm cái mắm nêm trước, bây giờ mình sẽ nấu cái mắm nêm nè các bạn. Thì lúc nãy là mình có ra chợ mình mua sẵn cái mắm nêm này rồi. Đấy các bạn thấy không? Này là mắm nêm của Việt Nam nha. Hiệu ông già quê hương, nó bún nêm Đà Nẵng. Đó, cái này là ở mấy cái chợ ở bên này, ở chỗ Atlanta này có đầy đủ những cái đồ ăn Việt Nam luôn, là có hết mắm nêm rồi luôn. Mình đợi cái nồi nóng lên chút xíu mình sẽ bỏ nguyên cái mắm nêm này vô. Hèn chi ngày hôm nay nó mưa các bạn, thầy thấy sáng mưa quá trời quá đất luôn. Thì ra tại vì biết là hôm nay mình vô bếp mình nấu ăn á. Alright các bạn, mình thấy là hơi mắm chút xíu á, giờ mình đổ cái mắm nêm này vô. Đó, mắm nêm này là phải nấu lên các bạn. Rồi hồi mình sẽ lượt, mình sẽ lấy cái nước. Đó, các bạn thấy nó giống không? Giống mắm nêm không? Cái mùi rất là mắm nêm luôn. Cái mắm nêm là một cái đồ chấm là gọi là không thể thiếu được trong ẩm thực Việt Nam các bạn. Cái mùi nó gọi là nó khắm ghê lắm, nhưng mà cái mùi đó người Tây ấy, họ không có thích, nhưng mà người Việt Nam cực kỳ thích luôn, là rất là ngon. Ok, bây giờ mình sẽ đợi, trong lúc mình đợi cho sôi mình sẽ làm mấy cái này bắt bắt chút. Rồi thì lúc nãy mình cũng mua một cái hũ gọi là pineapple crush, thì cái này là thơm á bạn, thơm người ta sắc nhuyễn ở trong để sẵn đây rồi, mình khui ra. Ok, bây giờ mình sẽ khui cái này. Lâu quá không vô bếp các bạn ơi. Là thường thường mình nấu cái món đơn giản không, mà mình nấu giống như là gà vậy thôi, cực kỳ đơn giản luôn. Là thường thường là vợ mình nấu cho mình ăn thôi. Đó, thì mình khui cái này sẵn, cái này là thơm các bạn. Đó. Rồi trong lúc này thì mình đâm cái tỏi với ớt các bạn. Rồi mình cho một trái ớt vô. Đây là cái thiết bản của Tề Thiên Ngộ Đại Thánh nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nó bị cục hết phần nửa rồi. Ok, bỏ thêm trái nữa. Lúc nãy là mình đi chợ là mình tính mua cái nước sốt barbecue của Hàn Quốc các bạn. Nhưng mà lấy thôi, tại vì mình thích cái vị của mắm nêm hơn. Chấm ăn cái rau sống nó ngon hơn. Ok các bạn, thì vừa mới đợi một chút xíu thôi thì cái mắm nêm bắt đầu nó sôi rồi. Giờ mình nhấc xuống. Cái mùi là cực kỳ mắm nêm luôn. Mùi này mà mình mở cửa cho mấy thằng Mỹ kế bên là thôi, chứ chạy qua nó gọi cảnh sát các bạn. Không biết mùi gì ở đâu ra này. Ok, giờ mình đổ mình lượt. Mình sẽ lấy cái nước thôi. Hôm bữa mình đi ăn cái món bún đậu mắm tôm rồi các bạn. Giờ tới mắm nêm nữa. Món nào cũng thơm hết. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đổ hết mấy cái này vô. Lại rồi mình trộn lên. Đó, các bạn thấy không? Tỏi ớt rất là thơm. Rồi, này thơm, đổ hết chưa luôn các bạn. Là chất lượng đó. Rồi, trộn lên. Giờ mình nêm thử các bạn. Ngọt vừa ăn luôn. Tại bình thường mình làm á là lấy nguyên chai này xong nguyên hộp này trộn như là vừa ăn luôn. Là bạn nào muốn mặn nữa thì ăn mặn, nhưng mà mình thấy đừng ăn quá mặn các bạn. Tại vì có cái nước này vô á, nó trung hòa bớt chút xíu, ăn đừng có quá mặn. Rồi rất là ngon luôn. Còn bạn nào thích mà cay nữa, siêu cay gì đó thì các bạn bỏ thêm ớt vô. Mình nãy cũng nên bỏ 3 trái ớt luôn á. Rồi, rất là ngon các bạn. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ rửa cái rau sống này thêm. Nãy mình cũng đi mua cái rau giấm cá. Cái rau xà lách này. Bạn thấy bên này rau đầy đủ luôn. Rau này sạch nha các bạn. Nó chỉ có đất thôi, chứ mà cái liều lượng mà thuốc trừ sâu của này là không vượt quá cái mức cho phép được. Thường thường mình rửa rau các bạn thì mình dùng cái nước này. Đây là cái máy nước rửa, gọi là cái máy Kangen Water. Các bạn có thể là thấy những cái
các bạn có thể dùng cái máy này. Thứ nhất là mình có cái công dụng là cái máy này dùng để uống này, chẳng hạn như có những cái mức độ cái cấp nước khác nhau để các bạn để uống, uống nước hàng ngày, hay các bạn uống thuốc, rồi các bạn lấy để các bạn nấu ăn. Rồi đặc biệt hơn nữa là có những cái nước để các bạn dùng, các bạn có thể tẩy rửa được những cái chất hóa học nằm ở trên rau luôn đó. Cái này rất là hay. Mà khi mà các bạn chẳng hạn như các bạn mua cà chua và các bạn ngâm khoảng chừng 5 phút thôi, là các bạn sẽ thấy là nó ra những cái chất vàng ở trong đó, là những cái chất thuốc bảo quản nó nằm ở trên cái chất cà chua. Thì cái chất bảo quản là những chất cho phép, nhưng mà nếu các bạn ăn quá nhiều thì các bạn sẽ gây ra những cái mầm bệnh trong cơ thể của bạn. Thì đó là lý do tại sao mà cái máy này có thể giúp bạn ngăn ngừa những cái bệnh tật. Ok các bạn, thì đó mình vừa mới chuẩn bị xong hết rồi. Đây là cái nồi nướng ha, mình vừa mới bỏ bơ lên. Đây là cái bơ đây, mình sẽ để bơ lên để cho nó ướt hết cái bề mặt ở trên này. Rồi đây là bò Kobe các bạn, ở American version ha. Đó, đây là phiên bản bò Kobe, phiên bản của Mỹ. Đó, thì ngày hôm nay mình ăn thử bò Kobe đây sao. Rồi ở đây ngày hôm nay thì mình sẽ ăn với bánh tráng, rồi mình nhúng, mình cuốn, rồi mình ăn với rau sống, rồi mình uống thêm rượu đỏ nè các bạn. Ok, và bây giờ Brand xin mời các bạn cùng ăn với mình ngày hôm nay ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu hành tây rồi lên. Bỏ hành tây lên cho nó thơm các bạn. Ở đây là tỏi. Rồi, giờ mình sẽ sắp bò lên ha các bạn. Đây, bò Kobe đây các bạn. Bây giờ mình sắp sẵn lên luôn cho nó hấp dẫn. Chỉnh nhiệt độ cho nó nhỏ một xíu. Bò Kobe nó có rất là những cái gân mỡ cho đây các bạn, khi mà mình ăn nó ra nó sẽ tan cái mỡ nó ra luôn. Ok các bạn, bây giờ là mình sẽ cùng ăn bữa ăn ngày hôm nay nha. Thì ngày hôm nay là mình sẽ nhúng cái bánh tráng này nữa để mình chấm cho nó hấp dẫn, để mình chỉnh cái nhiệt độ một chút xíu. Mình sẽ trở cái bò ở đây các bạn. Đây mình sẽ test được cái bò Kobe đây là sao. Đây là mình nướng với bơ một chút xíu nữa. Bạn nào muốn nướng với ớt hay là muối cũng được, các bạn rắc một chút xíu tiêu hoặc là muối lên cũng được, rất là đơn giản thôi. Ok, bây giờ mình sẽ cuốn cái bánh tráng này vô các bạn. Mình sẽ bỏ miếng rau lên các bạn. Đấy, hấp dẫn luôn, cái mùi thịt bò rất là thơm luôn, thêm như cái mùi bơ nữa. Cái thịt bò các bạn ăn đừng có quá chín các bạn, không quá chín không ngon đâu, mình để về tái tái thôi. Đây mình có thịt còn trứng, hôm nay chỉ là thịt bò này các bạn, thịt bò là chủ yếu. Lên miếng bò các bạn. Thì mình sẽ thử miếng bò này không, cho nó ngon thế nào ha. Rất là ngon luôn, miếng bò rất là mềm. Ăn với cái tỏi này nè. Kobe à hả? Dạ, Kobe. Đồ đỏ các bạn. Ba chai các bạn ơi. Là một miếng bò không nữa. Ăn mà để no thì các bạn phải cuốn thêm cuốn với rau vô nữa, ăn mới no.
Mình rất là thích ăn cái rau dấp cá này, cho nên mỗi lần mình đi mua rau sống thì mình hay mua rau dấp cá này. Rau dấp cá cũng rất là ngon các bạn, ăn rau dấp cá nhiều rất là mát. Các bạn thấy nó thơm không? Các bạn hửi được mùi thơm không? Gosh. Cái này đây, cho hai miếng bò luôn. Nếu em các bạn ăn những cái bò bình thường thì nó hơi dai dai một chút, nhưng mà bò này sẽ rất là mềm và nó, nếu các bạn sắc mỏng nữa là nó sẽ tan trong miệng luôn, tại những cái thớ mỡ của nó, cái mềm của nó là phụ thuộc rất nhiều vào cái mỡ ở trong cái bò Kobe này các bạn. Cái lượng mỡ của nó nhiều hơn khi mà các bạn nướng lên, nó sẽ chảy cái mỡ chung với cái thịt luôn, cho nên cái làm cho cái miếng thịt nó rất là mềm và ăn rất là béo. Vừa mới bỏ thêm miếng bơ lên các bạn. Đây. Để cho cái bơ nó tan chảy vào đây. Ăn một cuốn là phải hai miếng bò luôn. Đó nó mới để mau hết các bạn. Các bạn phải ăn kèm với tỏi này. Tuyệt vời luôn. Cái biển nướng này các bạn hòa mở sẽ chảy xuống đây. Có cái hộc dưới này, các bạn lấy cái hộc ra các bạn rửa. Đó, tiện lợi. Cái bò Kobe này là bò Kobe của Mỹ các bạn, chứ không phải là bò Kobe của Nhật. Mình nghĩ là bò Kobe của Nhật cực kỳ mát luôn. Mát lắm, mà nuôi theo cái cách gọi là cách truyền thống của Nhật Bản nữa. Còn này của kiểu Mỹ thì nó nuôi theo đúng cái gọi là cái tiêu chuẩn gọi là, tức là nó không cần phải gọi là cho nghe nhạc hay là massage này nọ, tức là theo cử nuôi bò của Mỹ là nó không cần những cái gọi đó, tại vì người Mỹ nói là những cái vấn đề nó không cần thiết cho một con bò giống như vậy, thì nó cũng không có chênh lệch nhiều, cho nên đó là lý do mà cái giá thành của bò Kobe nó cũng rẻ hơn. Mình nó thì đôi lúc mình ăn á, mình uống đồ đỏ hơn là bia, tại bia uống no đó các bạn, mà uống đồ đỏ nhiều sẽ uống đồ đỏ, nếu một ngày mà bạn uống ly rượu đỏ thì nó sẽ tốt cho tim mạch. Còn bê thì thỉnh thoảng mình uống thôi, thỉnh thoảng mình đi chơi với bạn hay mình ăn tiệc với bạn mình uống, chứ mình ít khi uống bia của mình. Cái lượng mỡ của mấy con bò Kobe này nó nhiều hơn các bạn. Bạn thấy mấy cái lượng mỡ phải không? Trắng thì nhiều. Cho nên người Nhật gọi cái bò Kobe này gọi là white steak, tức là steak mà steak trắng. Tại vì cái lượng mỡ màu trắng của nó trong thịt rất là nhiều các bạn. Nhưng mà về cái cách mà để nuôi bò Kobe của Mỹ với Nhật lại khác nhau. Chấm cái mắm đen. Hơi bị no các bạn, tại vì vừa hơi no mà tại vì cái gọi là cái miếng bạn bò Kobe này cái lượng mỡ rất là nhiều như nãy mình nói. Dạ.
cho nên là các bạn sẽ cảm thấy là hơi nhiều dầu mỡ một chút, tức là nó gọi là ăn rất là béo luôn á, cái miếng bò rất là béo. Thì các bạn ăn sao thì dễ no, bây giờ mình cảm thấy no đó. Tụi mày cũng sắp hết hai vỉ rồi. Ok, Brian cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video ngày hôm nay, một cái bữa ăn gia đình cũng như là món bò Kobe của Mỹ cuốn với bánh tráng ăn với mắm nêm các bạn, rất là ngon. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video của Brian ngày hôm nay, và các bạn đừng quên bấm share cũng như là subscribe cho cái channel của Brian nha, và mình hẹn gặp lại các bạn ở những cái video kế tiếp. Còn giờ xin tạm biệt các bạn.